ពេលដែលយើងនិយាយអំពីរថយន្តអគ្គិសនីអ្វីដែលយើងនឹកឃើញដំបូងបំផុតនោះគឺជាការសែលថើយរថយន្តអគ្គិសនីអានសំចៃជាងឡានសាំងក៏ប៉ុន្តែវាមានអីលើសពីនឹងទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងយល់អំពីរថយន្តអគ្គិសនី ជាមួយសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលីតាគឺជាផ្នែកលក់របស់ chúng nói nhớ vô ba chị đang từng ở kia thay lan ở kia xin ở bên một xin để chống với ở bên xong này đồng khán của đôi chị ca lan cầm đại phụ ta kia này từng ở kia thôi bữa xin chị qua trên một sợi đi nhung kia đó họ tập bập bạ từ lửa ca chạy sang rồi của ca đô phải một sân cùng ta chạm mình xuống rồi của chạm không á vợ rồi dùng bỏ dương á miền phành ha rồi của trên do ca khâu tạm đầu chúng ta bởi dương chưa được ra ra được cái xin lý á thường từng ở nâng á lên cho phành ha tiết đây bởi dương dường phải đồng lại được bao nhiêu là kia xin lý á cứ xong rung lăng mềm tèn còn ta cũng mở option này sọc lan sang đồ mẫu mất xong mạng mẫu bà rõm tên lời hướng sắc mò thở ớt chẳng bị ớt mẹ thở bà rõm mì bè đẹp bò mò tầng ớt nha chưa rụt dương bị khang showroom number one EV tớ dương free ba xạ chuẩn hướng phì mùi ba xạ chả lát mùi tiết ba xạ AC để dương ớt chưa mở dương ớt tớ đùm lắng đọc đẹp chung bò mò tầng ớt nha tay mặt đòn tớ cứ nghi xuống như lan tớ đó cứ thở mù cho bà tớ tam khai rồi dương thơm mà chơi អត់អីទេបើសិនជាបងប៉ុនទាំងអស់គ្នាជឿរថយន្តពីខាងស៊ូរូមនាំបង1 còn ấy hưởng tới tạm khai đi dương mà đó bong bong nhưng kết hưởng là dương phở phép 100 ngày nên không có đó ngại bong bong đang ngọt bong bong xạ thẩm tập đi đón phở ba mà khai bình hoa xạ mà đón cho nói ớt thẩm tay phẻ mơn không ai ồ dòm khăn mình tên mà khai mà ở tân đang trình là như bàn tay bà dân chỉ bong bong sổ chi mà chân năm với nhé bong bong đừng khuyên tháp bong bong á xoan lươi trần khăn mình tên vì ca chạy sang bong bong đang ngọt thẳng luôn là kia xử lý á ở mình ca bong bong này hai vị khán tại cọ cái đau và dân chịu bong bong tổng ốc nia chưa được yun tiền khang showroom number one tv để sao tại bong bong nâng tổ tour bán pram chnam từ lượng tớ pram chnam từ lượng ở cuối nhưng pram chnam từ lượng service bong bong tổng ốc nia sự đóng góp cao phát phát về kinh tế nguyên mình bán đau từ lượng cản sòng chạy tầm một kề vì chui từ đó ca bằng bộ bảo dương man người xuống chịu mùi nâng chui đó bạn than bảo dương man người tràn ốc con bong bong tổng ốc nia để mua video này rồi hộp đó chọn.